Cứ vào đầu tháng Giêng hàng năm, các đơn vị địa phương trên cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng đều tổ chức lễ ra quân phát động Tết trồng cây. Để phong trào này thực sự lan tỏa thông điệp ý nghĩa, thời gian qua, các cấp các ngành trên địa bàn thành phố đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động để hoạt động trồng cây mang tính hiệu quả thực chất, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mỗi người dân. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Từ lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến nay, Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp, một truyền thống của dân tộc Việt Nam, khởi đầu cho công tác trồng cây cây rừng hàng năm của các ngành, các cấp và các địa phương. Tuy nhiên, làm thế nào để hoạt động này không chỉ dừng lại ở tính phong trào, hình thức, mà đi sâu vào nếp nghĩ, cách làm của mỗi người dân là vấn đề đáng quan tâm. Trong nhiều năm trở lại đây, thành phố Đà Nẵng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội, để mỗi người tự ý thức được rằng trồng, chăm sóc cây xanh chính là bảo vệ môi trường sống của chính mình. Là một đoàn viên thanh niên thì tôi cũng ý thức được cái trách nhiệm của bản thân, tích cực trồng cây, bảo vệ cây, tuyên truyền với lại người dân địa phương cũng như là các mọi người xung quanh. Không chỉ dừng lại ở những buổi lễ phát động đầu năm, hoạt động trồng cây xanh bảo vệ môi trường được các hội đoàn thể trên địa bàn thành phố lên chương trình kế hoạch cụ thể. Việc trồng cây gắn liền với các kế hoạch trồng bảo vệ rừng, đồng thời có sự phân công rõ ràng, cụ thể trách nhiệm chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây xanh cho các tổ chức, các lực lượng, các tổ dân cư và từng hộ gia đình, kịp thời biểu dương những điển hình tập thể cá nhân làm tốt công tác trồng cây, cây rừng. Đối với hội cựu chiến binh thì chúng tôi đều có cái xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp hội tiến hành là tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên cựu chiến binh nâng cao cái ý thức về vấn đề bảo vệ môi trường, đặc biệt là tham gia cái vấn đề trồng cây xanh, trồng rừng. Đặc biệt đối với lại các hội viên cựu chiến binh có điều kiện trồng rừng thì chúng tôi hướng dẫn, bồi dưỡng và tập huấn để cho hội viên cựu chiến binh tổ chức trồng rừng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình của cán bộ hội viên. Hội nông dân tiếp tục tuyên truyền cho hội viên và bà con nhân dân tích cực trồng nhiều cây xanh ở khu dân cư của mình để tạo cái cảnh quan đẹp, môi trường sống xanh sạch đẹp, và cũng góp phần thực hiện tốt cái chương trình hưởng ứng cái chương trình Tết trồng cây hàng năm và cũng như cái chương trình của Thủ tướng Chính phủ là trồng 1 triệu cây xanh. Biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều vấn đề với việc trồng cây, cây rừng cũng chưa cùng cách ứng xử với thiên nhiên. Chính vì vậy, trồng chăm sóc cây xanh là trách nhiệm thường xuyên và lâu dài của tất cả mọi người dân để phong trào Tết trồng cây trở thành hoạt động thực chất, trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt Nam mỗi độ xuân về.